Bộ mẹ con tàn khủng khiếp nha anh chị, bao chữa bao bê gần 3 tháng nha anh chị đó. Thì đã đủ ngày tháng thì bên em đã khám chữa bao chữa, nếu anh chị cần sao nếu mua tách cũng em cũng tách được anh chị đó. Sừng đẹp nha anh chị, không lớn đó. Bốn vú đều, cái đuôi lớn, được bao bê xương cối khoảng mét mười mấy, mét hai gì anh chơi, mét mười mấy đi đó, mét ba mấy nha anh chị, không lớn đó. Thì anh chị muốn mua tách cũng được, mua mẹ con cũng được, bò còn bú nha anh chị, hột sữa lúc lắc nha, căng tròn đó, rồi sừng đẹp lắm nha anh chị, mặt sấy tách này nghiêm chỉnh nha anh chị, sấy lưng nè, sấy mặt luôn, con rồi con đầu tuổi xíu anh chị, chân móng hoàn bao hoàn thiện anh chị, mẹ con này chân kiền cú nè anh chị đó, cũng có lún anh chị, lún chuyền từ trước ra sau anh chị đó. Bò này em quay là bao bao lớn anh chị, quay bằng điện thoại bình thường nha anh chị đó. Thì anh chị nào muốn mua tách thì cũng được. Đó, con là 22 triệu, mẹ là 26 triệu đó anh chị ơi, 48 triệu bao chữa đó, còn mua tách thì bán theo giá tách anh chị ơi đó, thì anh chị cần liên hệ đó, còn tặng nhất anh chị. Con lớn mà bột sữa còn lúc lắc anh chị ơi, bô bê nè, đòn quá dài, lưng quá thẳng này, xương cối luôn nè, chân móng sò nha anh chị đó. Thì em quay hình ảnh hết con bò rồi, những con bò đẹp độ về nuôi phát triển kinh tế nha anh chị. Cảm ơn anh chị đã hôm qua đã ủng hộ, năm mới thì tiếp tục ủng hộ em cảm ơn rất nhiều. Tổng thể bộ người con nha anh chị. Mẫu cua bạch anh chị. Đó, bò này là tướng hình khỏi phải bàn gì con bò này anh chơi. Này nuôi mau lời nha anh chị, mẹ con là bao ngon anh chị ơi. Đó, con bông muối tiêu nha anh chị, bò này nuôi lỗ được dài không bao anh chị, xương cối mà con mẫu dòng F1 này nuôi là vô béo là bao ngon anh chị ơi. Đó, khủng mang anh chị và đang thui anh chị, bao lồi tới đẻ anh chị. Thì anh chị thích bộ mấy con này liên hệ số điện thoại đem đây để cho màn hình đó. Còn bộ mấy con này là giá là 39 triệu nha anh chị đó, em tàn khủng luôn đó. Mẹ này cũng có lên giống mà chưa cấy lại nha anh chị, bao lồi tới đẻ luôn, qua nhỏ xíu luôn nè, đẻ xong qua nhỏ xíu, cũng lớn luôn, cao mét ba mấy luôn, mét tư gì đó, con được kem F2 nè, đầu trụ lũi luôn, 39 triệu sát giá luôn cho anh chị đó. Quá trận ngọt mà chữa cũng ba mấy triệu, giờ mẹ con cũng chưa được 40 triệu anh chị ơi, được nàng nào một tấm luôn anh chị ơi. Đó,
tiền dạng lắm, xí tích xí lưng anh chị ơi. Thì hai bộ mấy con anh chị nào mua thì em bao xe 100 cây số nha anh chị. Đó, hai mẹ con đó anh chị ơi, quay điện thoại muốn không hết điện thoại luôn, phải đứng xa 3 mét mới quay hết bò đó anh chị ơi. Đó. Này cho mua mẹ con về bao lời nha anh chị, chị ăn là được con đực rồi nha anh chị. Tiền nào của nấy anh chị, tàu vào tầng độ tầng nhất tầng khủng thì giá nó cao hơn xíu anh chị ơi. Đó. Chừng nào con nó lấy xương tối không anh chị ơi. Rồi cuối video kính chúc anh chị đầu năm phát tài làm ăn thuận lợi nha anh chị.